Ngày 7 tháng 6, bạn Nguyễn Hoàng Anh, trường Trung học cơ sở Đông Thái cùng hơn 100.000 sĩ tử Hà Nội đã tới điểm thi để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi. Do đã nắm chắc kiến thức, dành nhiều thời gian ôn luyện nên Hoàng Anh tỏ ra khá tự tin trước kỳ thi quan trọng này. Nam sinh cũng đặt mục tiêu sẽ đạt 9,5 điểm môn toán. Em thấy là khá là bình tĩnh, tại vì em cũng có nắm chắc hết tất cả kiến thức rồi. Em không lo lắm. Em khá là chắc toán và văn, thì toán em sẽ là được 9,5. Văn thì chắc em êm được tầm 7,5-8. Còn tiếng Anh thì chắc tầm 9 ạ. Thì em thấy là vẫn rất là lạc quan rồi, tại vì căn bản là trước giờ thi thì em chuẩn bị kỹ rồi, nên là ngày thi hôm nay em cũng chỉ học khá là chill chill và cố ngủ sớm một chút để thoải mái tinh thần để ngày mai thi. Bên cạnh các sĩ tử tỏ ra khá tự tin, cũng có những sĩ tử không khỏi cảm thấy lo lắng vì kỳ thi lớp 10 vốn được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Sự hồi hộp cũng là cảm xúc không tránh khỏi của các sĩ tử sinh năm 2009, vì chỉ còn chưa đầy một ngày nữa các em sẽ chính thức bước vào kỳ thi. Dạ, tâm trạng của em hiện tại em rất là bồi hồi, lo lắng, có chút hơi sợ hãi. Em chưa từng có cuộc thi nào cảm thấy lo sợ như vậy ạ. Vừa cảm thấy vừa hào hức vừa hồi hộp ấy. Em hồi hộp vì đây là kỳ thi kiểu khá là quan trọng, em gọi là cọ sát với các bạn khác, tại vì bình thường em cũng chỉ gọi các mọi người trong trường thôi, em không biết khả năng thực sự mình là gì. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Cầu Giấy được bố trí nghiêm túc, đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ tối đa cho kỳ thi. Các thầy cô cũng dành những lời khuyên và nhắn nhủ tới các thí sinh trước giờ G. Thì những cái nội dung về quy chế thi thì các điểm thi cũng đã quán triệt đến học sinh. Sau thời gian này, 9 giờ là bắt đầu tập trung sinh để thực hiện quy chế thi. Và cái lời khuyên của tôi dành cho các con là hãy bình tĩnh để chăm sóc sức khỏe và làm bài thật tốt để có cái kết quả cao nhất trong kỳ thi này. Với những em mà sáng mai, ngày 8 tháng 6, các sĩ tử sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút.